Em có học bổng 25.000 đô trong một năm và nhân 4 lên. Thế nhưng mà mọi người biết là ở Mỹ nó có cái luật ấy, cái chi phí ở Mỹ nó rất là lớn. Dù mình có học bổng toàn phần nó cũng sẽ làm một cái vấn đề rồi. Ở Anh em có trúng tuyển trường đại học University of South Wales. Em có học bổng 22.500 bảng trong một năm. Em chọn nước Pháp tại vì sinh nhật vào Giáng sinh năm nay. Em nghĩ sẽ đón Giáng sinh ở Paris. Em tên là Mạnh, Đoàn Mạnh Hùng. Em năm nay em 17, em sinh nhật vào Giáng sinh năm nay. Em nghĩ sẽ đón Giáng sinh ở Paris. Em đang học ở trường phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông. Em học ở VFO, em là học sinh lớp CIK30. Và sắp tới thì em sẽ sang Pháp. Em theo học trường M. Lyon Business School ở thành phố Lyon. IELTS của em thi 2 lần, cao nhất của em là được 7.5. Thì em tất nhiên là em có tìm hiểu về Anh, Mỹ, Úc. Em tương đối thích nước Anh, tuy nhiên thì ở nước Anh thì hiện tại nó không được, nó không nằm trong khối EU nữa, cho nên là một người thích du lịch như em ấy thì nó là một rào cản khá là lớn khi mình đến châu Âu. Cho nên là với nước Pháp thì nó giống như kiểu một lời hứa bỏ quên ấy, tại vì em đã định học tiếng Pháp từ tương đối lâu rồi, thế nhưng mà vì là em muốn tập trung vào tiếng Anh và khi các cái bằng chứng chỉ bằng tiếng Anh kiểu SAT, IELTS các thứ nó chiếm phần lớn thời gian mà em không còn đi học tiếng Pháp được nữa. Sau đấy thì khi em có các cái đấy rồi thì bây giờ em mới nhìn lại thì em thấy là mình vẫn còn cơ hội ở đây thì mình sẽ thử. Em có tìm hiểu các trường ở Mỹ, Anh và Úc. Em có học bổng 25.000 đô trong một năm và nhân 4 lên. Thế nhưng mà mọi người biết là ở Mỹ nó có cái luật ấy, cái chi phí ở Mỹ nó rất là lớn. Dù mình có học bổng toàn phần nó cũng sẽ làm một cái vấn đề rồi. Sau ấy thì ở Anh em có trúng tuyển trường đại học University of South Wales. Em học ở Cardiff Campus ở phía tây nam nước Anh, là thủ đô của xứ Wales. Em có học bổng 22.500 bảng trong một năm. Nó là những cái học bổng nó rất là ưu ái cho mình. Thế nhưng mà để mà nó thẳng thắn thực tế ra trên mặt con số về tiền thì nó vẫn là một cái chuyện mà khá là đau đầu và gần như nó vượt quá ra khỏi cái khả năng tài chính của bố mẹ em, của gia đình em. Cho nên là nước Pháp thì khi em ứng tuyển xong, em có tất cả mọi thứ xong thì nó khá là ưu đãi đối với mình và em cũng rất là thích cái thời tiết ở cái thành phố đấy, ở thành phố Lyon. Cho nên là quyết định cuối cùng của em là nằm ở Lyon. Em trúng tuyển một trường đại học ở Adelaide. Cái học phí của cái ngành rẻ nhất ở trường là 28.000 đỗ và học phí của cái program của em là 35.700.000 đô. Đấy là một năm đầu tiên và chưa tính các cái phần trăm nó cộng thêm vào sau các năm. Trường có offer các cái khoản vay, thế nhưng mà mọi người biết không bao giờ ai muốn vay tiền để đi học hết, cho nên là nó không phải một sự lựa chọn lý tưởng. Thì ở Mỹ thì cũng tương tự như vậy, thế nhưng mà vì em có bổng cho nên nó trừ đấy, nó tương đương khoảng độ 5% học phí thì vẫn còn 25.000 đô học phí cộng với các cái phí khác, nó có thể lên đến 75.000 đô trên một năm. Ở Anh thì em ở một thành phố rất là bé, nó là thuộc xứ Wales, nó là South Wales, thì chi phí ở đấy có đắt hay không thật ra là không đắt, nó thẳng ra là không đắt. Tuy nhiên so sánh với châu Âu thì vẫn là đắt, tại vì cái đồng bảng của Anh và đồng euro nó đã khác nhau vì tỷ giá. Và em có một cái lý do để em từ chối là thành phố nó rất buồn, nó rất là ít người Việt và gần như không, trường đấy cũng không có một ai là người Việt học hết. Mình mặc dù mình biết là học mình có thể chi trả nhưng mà mình không thể chọn một nơi mà mình cảm thấy nó lạc lõng, nên là em cảm thấy nó không thật sự là lý tưởng đối với mình. Còn ở Pháp thì em biết là thành phố Lyon rất nhiều người Việt, trường của em cũng có người Việt, em có quen biết một vài người thông qua Weibo. Em cảm thấy khá là được chào đón ở đây ấy, và em cảm thấy khá là thuộc về nó. Cái chương trình học nó cũng tương đối hợp với em cảm thấy nó rất là hợp với cái tính cách của em. Thành phố nó cũng rất là dynamic, nó rất là fit với cái tính cách của em. Khi mà em chọn thành phố này cũng như là trường. Thế nhưng em dự đoán thì em có thể sẽ tiêu mất khoảng độ 300 đến 350. Đấy là em rất tiết kiệm. Em tính rất kỹ cái chuyện này, em tính cả giá tiền đi chợ một tháng mà em rùa mãi, em rùa tất cả các cái siêu thị gần đó để em tính là một tuần có thể ăn hết bao tiền. Cho nên là em biết rất rõ nó có con số hết dao động trên khoảng đó. Thật ra khi mà ứng tuyển trường em Lyon ấy rất là gấp, em chỉ làm trong vòng đúng 2 ngày, tại vì nó sát với cái lịch để mà nhận cái early bird. Em đã miss cái lịch early bird 10% từ trước rồi, cho nên em phải nhất định phải ăn được cái phần 5% đó. Thì các chị cũng rất là tâm huyết, các chị có thể làm cho em trong vòng kiểu chưa đầy 26 tiếng đã xong cái bộ sơ đề gửi đi rồi và em chỉ cần review lại. Các chị thiết kế khá là tốt, rất là tốt, rất là sát sao đối với em, tại vì là em nghĩ là các chị có cái tâm của các chị ấy, khá là thân thiết với em, các chị cả thân thiết với em, cho nên là cách các chị chia sẻ, các chị hướng dẫn và sửa tất cả các câu hỏi của em trên các cái buổi mà em luyện phỏng vấn với chị phụ trách với em rất là kỹ và rất là chỉnh chu và chu đáo.
bây giờ em đã xong rồi và em chưa có một điểm gì để chê, chắc chắn nó là hoàn hảo rồi. Thế nên là em sẽ cho điểm 10. Tại vì là em rất là thích cái kiểu mà các chị file tất cả các cái document một cách có sắp xếp, và em rất thích cái việc đó. Em hơi ám ảnh với cái đấy một chút. Em thấy rất là có cảm tình với cái việc đấy. Em không bao giờ bị mất file cả, em không bao giờ bị mất cái tờ giấy tờ nào hết.